Tại Euro 2024 năm nay, đội tuyển Anh đang không có một phong độ như kỳ vọng của người hâm mộ với nhiều nguyên nhân. Dù họ sở hữu khá nhiều cái tên chất lượng từ nhiều câu lạc bộ lớn, trong đó là dàn sao đến từ Man City. Điều này khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu với dàn nhân sự trong tay đó mà thi đấu theo những gì mà đội bóng nửa xanh thành Manchester đã thể hiện trong mấy năm qua thì sẽ ra sao? Ngay bây giờ, hãy cùng tới với số Bậc Thầy Tactics tập thứ 5 để xem cách áp dụng chiến thuật đó lên Arsenal là nhé. Như chúng ta đều đã biết, thầy trò Pep Guardiola thường ra sân trên mặt lý thuyết là 4-3-3, với 4 trung vệ đều sẽ ra sân để án ngữ trước khung thành. Tuy nhiên, khi ra sân, đội chủ sân Etihad sẽ chuyển sang sơ đồ khác biệt 3-2-4-1, với việc một CB sẽ được đẩy lên kết hợp với CDM tạo thành cặp tiền vệ trụ trước mặt hàng phòng ngự 3 người. Trong khi đó, 2 CM được đẩy lên cao hợp với 2 tiền đạo cánh để hỗ trợ phía sau ST. Còn bây giờ, chúng ta hãy tìm hiểu rõ cách chỉnh chiến thuật cho từng vị trí và xem những cái tên phù hợp cho từng vị trí này nha. Trước tiên, ta sẽ đến với vị trí cao nhất trong sổ đồ này, đó là tiền đạo cắm. Harry Kane có lẽ là cái tên không thể phù hợp hơn để đảm nhận vai trò này. Khi tiền đạo người Anh có khả năng lùi sâu, chơi như một tiền đạo ảo để nhận bóng xoay lưng và mở ra cơ hội bằng các đường chuyền bóng chính xác cho những vệ tinh xung quanh, cũng như hỗ trợ phòng ngự khi đội nhà mất bóng. Để tiền đạo đá cắm của anh em có thể chơi như vậy, anh em nên chỉnh chiến thuật đơn cho vị trí này là AR3 và DB1 để cầu thủ chơi như một số chính ảo. Ngoài ra, các huấn luyện viên cũng có thể chỉnh thêm mức SR1 để ST luôn tìm cách chạy chỗ, tạo nhiều khoảng trống để mở ra cơ hội. Harry Kane mùa EU24 dù đáp ứng khá tốt khả năng lùi sâu nhận bóng với khả năng chuyền chọt tốt cũng như đa dạng trong những cú dứt điểm. Tuy nhiên, tốc độ sẽ là mặt hạn chế khá lớn với nhiều huấn luyện viên. Thế nên, một số cái tên khác có thể cân nhắc đó là Ronaldo mùa Century Club, hay ở mức giá vừa túi tiền hơn sẽ là Shevchenko mùa UT. Những cái tên sở hữu tốc độ khá cao cùng bộ kỹ năng dứt điểm và thể hình hoàn hảo. Phía sau lưng tiền đạo cắm là 2 số 8 hoặc còn được gọi là LCM và RCM. Những người sẽ được đẩy lên chơi cao để chiếm giữ khu vực half space. Với những cái tên tam sư được lựa chọn ở vị trí này là Jude Bellingham và Phil Foden. Hai cái tên kể trên đều không còn quá xa lạ khi chơi ở đây, đặc biệt là Phil Foden, người đã có màn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo của Man City mùa giải vừa qua. Với việc chiếm giữ rìa vòng cấm đối thủ, các cầu thủ tại hai vị trí này cần có cho mình bộ kỹ năng tốt trong việc xử lý trong không gian hẹp để thoát pressing hay xâm nhập vòng cấm để mở ra nhiều cơ hội cho các đồng đội. Thế nên, các chỉ số rê bóng thăng bằng sẽ là những điểm anh em cần lưu ý bên cạnh chỉ số ẩn qua người. Ngoài các số 8 chơi nhô cao, các đợt tấn công cũng sẽ khá phụ thuộc vào hai cầu thủ chạy cắm nếu khu vực trung lộ tỏ ra bế tắc trong việc khoan phá hàng thủ của đối phương. Team Color Anh đương đại sẽ rất khó có thể bỏ qua Jack Rulis hay ngôi sao trẻ Bukayo Saka, những cầu thủ có khả năng hoạt động rộng ở biên và vô cùng nguy hiểm trong những tình huống rê bóng. Do một mình án ngữ hành lang bên cánh, nên các huấn luyện viên cũng cần chỉnh chiến thuật đơn cho vị trí này là DS1 để cầu thủ ý thức lui về phòng ngự khi mất bóng, tránh việc bị khai thác ở hai cánh. Đó là lý do anh em cần ưu tiên thể lực cho vị trí này để tránh gặp trường hợp lên công về thở. Ngoài ra, khả năng tạt bóng cũng sẽ là điểm cộng cực lớn để lựa chọn cầu thủ ở khu vực này, mở ra thêm nhiều cơ hội cho đội bóng của bạn. Đó là mặt trận tấn công. Còn về việc phòng ngự hay chống các pha phản công sẽ được đặt lên vai của hàng thủ 3 người. Với LCB và RCB, đây sẽ là những cầu thủ sở hữu cho mình tốc độ cũng như khả năng cắt bóng tốt để có thể hỗ trợ bọc lót cho những cầu thủ chạy cánh nếu như họ không may bị vượt qua. Với Team Color Anh, bạn có thể sử dụng Luke Shaw cũng như Kyle Walker đảm nhận vai trò này. Còn ở vị trí trung vệ còn lại, đây sẽ là trung tâm của hàng phòng ngự để bọc lót khi cần. Thế nên, yêu cầu một CB sở hữu toàn diện về mọi mặt từ thể hình, AI phòng ngự, tốc độ để đảm bảo là chốt chặn cuối cùng đáng tin cậy. Ở vị trí này, tuyển Anh chỉ có một sự lựa chọn đáng tin cậy, đó là Harry Maguire. Tuy nhiên, tốc độ thấp sẽ là ưu điểm cực kỳ lớn và dễ bị khai thác. Thế nên, anh em có thể cân nhắc những gương mặt khác ở vị trí này như Kim Min-jae hay Antonio Rudiger. Như ở phần đầu video đã đề cập, sẽ có một CB được kéo lên kết hợp với CDM tạo thành cặp tiền vệ trụ án ngữ trước khung thành đội nhà. Nhiệm vụ chính của bộ đôi này là giữ vị trí để hỗ trợ phòng ngự cũng như mở ra góc chuyền để đội nhà có thể luôn chuyển bóng một cách mượt mà. John Stones
và Declan Rice sẽ là bộ đôi rất thích hợp cho hai vị trí này, khi khả năng đánh chặn của cả hai là vô cùng ấn tượng so với dàn sao đương đại khác của tuyển Anh ở cùng vị trí. Còn đây là cách chỉnh chiến thuật khái quát cho chiến thuật này để anh em có thể tham khảo. Ở một chiến thuật đội, anh em nên chỉnh áp lực ngay khi mất bóng ở một phòng ngự và chuyển trạng thái nhanh ở một tấn công để tăng khả năng pressing và ngay lập tức áp đảo quân số bên phần sân đối thủ khi đoạt lại bóng. Như vậy chúng ta đã đi qua số thứ 5 của bậc thầy Tactics. Hy vọng video lần này đã giúp cho các huấn luyện viên giải mã cũng như các sách chiến thuật của Man City lên đội tuyển Anh tại tựa game FC Online. Anh em có nghĩ chiến thuật này của đội tuyển Anh sẽ giúp họ chơi khởi sắc hơn so với màn trình diễn hiện tại hay không? Cùng đưa ra nhận định ở phần bình luận nhé. Series bậc thầy Tactics sẽ được phát sóng vào 19 giờ tối thứ năm vào mỗi 2 tuần trên các kênh sóng của FC Online Việt Nam. Mong anh em sẽ tiếp tục ủng hộ series hoàn toàn mới này nhé.